5 dấu hiệu ở gan đang âm thầm tiến triển. Gan là một trong ngũ tạng của cơ thể con người, là cơ quan trao đổi chất và là cơ quan tiêu hóa lớn nhất của cơ thể. Phần lớn gan nằm ở khung xương sườn bên phải và bụng trên, và một phần nhỏ ở vùng xương sườn bên trái, là tuyến lớn nhất trong cơ thể. Gan là cơ quan rất quan trọng trong cơ thể con người, nhưng nó cũng là một cơ quan tương đối mỏng manh. Vì vậy, chúng ta nên chú ý hơn để bảo vệ cơ quan này và để ý đến những thay đổi ở bàn chân dấu hiệu cho thấy gan không khỏe mạnh. 1. Lòng bàn chân chuyển sang màu vàng hoặc trắng. Lòng bàn chân người bình thường hồng hào, ngoài yếu tố vàng da do lớp sừng dày gây ra, thì mối quan hệ với gan cũng cần được quan tâm. Khi tế bào gan bị tổn thương, heparin trong máu người không thể đào thải ra ngoài một cách bình thường, mà tích tụ lại trong máu gây ra các triệu chứng vàng da trên bề mặt, nhất là lòng bàn chân bị vàng rõ ràng. Nếu phát hiện lòng bàn chân có dấu hiệu vàng, chúng ta phải kịp thời điều chỉnh cơ thể, dưỡng gan và đến gặp bác sĩ để có được những chẩn đoán nhanh chóng và kịp thời. Những người có lòng bàn chân màu trắng cũng cần chú ý. Màu trắng cho thấy chức năng gan suy giảm, chất chuyển hóa tồn đọng trong máu, gây tắc nghẽn mạch máu, lòng bàn chân sẽ chuyển sang màu trắng. Móng chân dễ gãy và trắng cũng là một vấn đề. Móng tay khỏe thì mềm và bóng, nếu thấy móng có màu trắng, không hồng hào, sờ không đều, dễ gãy thì nên chú ý đến việc dưỡng gan của bạn. 2. Da lòng bàn chân bị khô. Da khô ở lòng bàn chân dễ nhìn thấy hơn nhưng ít được chú ý hơn. Da khô không phải là hiếm, da mặt và bàn tay của chúng ta đôi khi bị nứt nẻ và bong chóc, đặc biệt là vào mùa đông. Da khô và thô ráp ở lòng bàn chân, cộng với thời tiết hanh khô cũng có thể làm tổn thương tế bào gốc. Nội tiết trong cơ thể bị rối loạn nghiêm trọng, khả năng vận chuyển máu của gan giảm, lượng máu không đủ, cuối cùng cơ thể thiếu chất dinh dưỡng dẫn đến da bị mất nước, nứt nẻ, vàng và xỉn màu. Nhưng hãy chú ý sự khác nhau giữa khô chân và chai chân. Chai chân là do ma sát lâu ngày, lòng bàn chân bị khô, mất nước sẽ có hiện tượng bong chóc nặng, sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Trong trường hợp này, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để khám, tầm soát nguyên nhân, tránh vô tình bỏ sót những thông điệp, cảnh báo của cơ thể. 3. Bàn chân sưng tấy. Bạn có thể cảm nhận bàn chân sưng bằng trực giác vì bạn phải đi giày hàng ngày. Nếu chân bị sưng, việc đi giày sẽ hơi khó chịu. Có nhiều nguyên nhân khiến bàn chân bị sưng phù, có thể do bàn chân mỏi, máu bị ứ đọng hoặc do phù nề. Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa cần chú ý đó là chức năng gan bàn chân bị tổn thương. Máu ở gan bàn chân thông với tạng gan. Một khi chức năng gan bị tổn thương thì máu sẽ lưu lại và tuần hoàn kém và bàn chân cũng sẽ có một số triệu chứng. Không nên xem nhẹ bàn chân bị sưng tấy, cần chú ý hoặc cần phải đi khám và điều trị kịp thời. 4. Xuất hiện đường vân ở lòng bàn chân. Gan có chức năng giải độc, nếu gặp sự cố, chức năng cũng bị giảm đi. Nếu dưới lòng bàn chân có thêm những đường vân thì có thể phán đoán gan bị tổn thương. Lúc này, hãy đi khám để bồi bổ gan kịp thời, tránh bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất. Suy giảm chức năng gan rất có hại cho cơ thể con người. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ mang lại nhiều phiền toái về sau. 5. Giãn mạch. Giãn mạch hay còn được biết đến với cái tên nhện navi, cũng là một dấu hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương nghiêm trọng. Người có hiện tượng giãn mạch ở bắp chân, cẳng chân, bàn chân cần đi khám và nhận tư vấn cũng như điều trị kịp thời, tránh bệnh về gan tiến triển nặng dẫn đến khó chữa trị.